Sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến đối thoại thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đối thoại là cơ hội để các tầng lớp phụ nữ chia sẻ và gửi gắm tới Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ những vấn đề phụ nữ quan tâm. Đồng thời, đây cũng là dịp để Thủ tướng động viên khích lệ phụ nữ nỗ lực và quyết tâm hiện thực hóa những mong ước của bản thân, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi phụ nữ, mỗi người, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đại diện phụ nữ cả nước đã đối thoại với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành thành viên Chính phủ về ba chủ đề chính: phụ nữ với phát triển kinh tế, phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, phụ nữ và thế hệ tương lai. Đại biểu tỉnh Hưng Yên đề nghị đưa chi phí khám sàng lọc một số bệnh ung thư liên quan đến phụ nữ vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Vấn đề đã được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế nghiên cứu để đưa vào luật bảo hiểm y tế sửa đổi trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng thưởng 10 phụ nữ tiêu biểu đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các đề án của Chính phủ. Tỉnh Hưng Yên vinh dự có 2 cá nhân xuất sắc được tặng thưởng.